Thưa quý khán giả, suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn vẹn cho dân cho nước. Tình cảm bao la của người luôn tỏa sáng ấm áp trong lòng mỗi người dân Việt Nam nói chung, cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh ta nói riêng. Đó là sự chỉ bảo ân cần, là sự động viên khích lệ, là tấm gương soi sáng về đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, và là nguồn cổ vũ lớn lao trên mọi bước đường chúng ta đi tới. Nhân ngày kỷ niệm trọng đại 40 năm thành lập tỉnh, chúng tôi xin trình chiếu bộ phim tài liệu Bác Hồ với Quảng Ninh, để thêm một lần nữa, chúng ta ghi nhớ công ơn trời biển của người với đồng bào, giai cấp công nhân vùng mỏ và với Tổ quốc chúng ta. Chẳng vang lời Bác thiết tha, đời vui tiếng Bác ấm muôn nhà. Bác đi đâu cũng nghe chân bước, như gió xuân về đất nở hoa. Đất trời Quảng Ninh hùng vĩ, mãi mãi ghi tạc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ra đi tìm đường cứu dân cứu nước, vượt muôn trùng gian lao nguy hiểm, người đã đến với nhiều dân tộc thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ. Ở đâu người cũng thấy cảnh áp bức bóc lột bất công, nhân dân lao động bị đọa đầy đau khổ. Người đến Paris bắt đầu những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi, từ căn phòng đơn sơ giữa ngõ hẻm công quanh, xa quê hương vời vợi. Tâm trí người lúc nào cũng hướng về Tổ quốc, về khu mỏ, chiếc nôi của giai cấp công nhân Việt Nam. Trên các diễn đàn quốc tế, Bác cực lực tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam và khu mỏ. Tiền lương của thợ mỏ quá rẻ mạt, mạng sống của thợ mỏ bị coi thường, sống làm phu mỏ, chết bỏ gốc sim. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã dọn sẵn mảnh đất. Người cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ còn việc gieo mầm giải phóng. Đó là lời khẳng định của Bác viết trên báo Nhân Đạo. Bác kết luận, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Những học trò xuất sắc của người như các đồng chí Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt đã về vô sản hóa và vận động phong trào cách mạng ở vùng mỏ. Trong báo cáo gửi Bộ Phương Đông thuộc Quốc tế Cộng sản, Bác biểu dương tinh thần bất khuất của 72 chiến sĩ Cộng sản Việt Nam trước Tòa án Đế quốc Pháp, trong đó có 7 chiến sĩ khu mỏ. Thank you.
thoại thiêng liêng của người, cả dân tộc nhất tề vùng lên tổng khởi nghĩa. Các chiến sĩ cách mạng Quảng Ninh từ đệ tứ chiến khu trở về đã cùng nhân dân trong cả nước khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 2 tháng 9, Bác đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Liền sau đó, quân Tưởng ồ ạt kéo vào miền Bắc, quân Pháp lăm le quay trở lại xâm chiếm miền Nam. Vận nước hiểm nghèo như nghìn cân treo sợi tóc, công nhân mỏ và cả dân tộc hồi hộp dõi theo từng bước chân của Bác. Trên vịnh Hạ Long, Bác ung dung bước lên chiến hạm Pháp, đòi cao ủy Dallier phải thi hành nghiêm chỉnh hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3. Bác mượn tay Pháp đẩy quân Tưởng ra khỏi miền Bắc, trừ được một kẻ thù nguy hiểm cho cách mạng. Người mà 15 năm trước đây thực dân Pháp đã kết án tử hình vắng mặt, hôm nay với cương vị chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác sang Pháp với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp, tỏ rõ thiện chí hòa bình, thân thiện với nhân dân Pháp. Đó là đường lối của Bác và nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta. Nhưng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Không, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Theo tiếng gọi cứu nước thiêng liêng của Bác Hồ, cả dân tộc đứng lên kháng chiến. Giai cấp công nhân vùng mỏ thành lập đại đội Hồ Chí Minh và dựng các chiến lũy chống quân xâm lược. Núi rừng Việt Bắc, căn cứ địa cách mạng và kháng chiến. Tiếng suối trăng như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Người chân chú dõi theo từng bước tiến lên của cuộc kháng chiến. Quân dân hai xã Kiên Mộc và Bính Xá được Bác tặng bức chướng sau khi thắng giặc trên đường số 4. Trong chiến dịch đường 18, quân và dân Quảng Ninh đánh địch, bảo vệ an toàn căn cứ, vinh dự được người biểu dương. Gửi biếu Bác chiếc màn tạc tượng người, gửi gắm cả niềm tin và lòng kính yêu vô hạn. Năm nữ liệt sĩ cách mạng của vùng mỏ Tý, Tị, Mão, Xuyến, Nga, mặc dù bị giặc bắt, sâu dây thép vào tay dìm xuống vũng đục, nhưng vẫn giữ trọn tấm lòng kiên trung với mảnh đất. Người cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ còn việc gieo mầm giải phóng. Đó là lời khẳng định của Bác viết trên báo Nhân Đạo. Bác kết luận: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Những học trò xuất sắc của người như các đồng chí Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt đã về vô sản hóa và vận động phong trào cách mạng ở vùng mỏ. Trong báo cáo gửi Bộ Phương Đông thuộc Quốc tế Cộng sản, Bác biểu dương tinh thần bất khuất của 72 chiến sĩ Cộng sản Việt Nam trước Tòa án Đế quốc Pháp, trong đó có 7 chiến sĩ khu mỏ. Tháng 8 năm 1945, theo lời kêu gọi thiêng liêng của người, cả dân tộc nhất tề vùng lên tổng khởi nghĩa. Các chiến sĩ cách mạng Quảng Ninh từ đệ tứ chiến khu trở về đã cùng nhân dân trong cả nước khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 2 tháng 9, Bác đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á.
phui tiếng bác ấm muôn nhà. Bác đi đâu cũng nghe chân bước, như gió xuân về đất nở hoa. Đất trời Quảng Ninh hùng vĩ, mãi mãi ghi tạc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngay từ buổi ra đi tìm đường cứu dân cứu nước, vượt muôn trùng gian lao nguy hiểm, người đã đến với nhiều dân tộc thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ. Ở đâu người cũng thấy cảnh áp bức bóc lột bất công, nhân dân lao động bị. Thưa quý khán giả, suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn vẹn cho dân cho nước. Tình cảm bao la của người luôn tỏa sáng ấm áp trong lòng mỗi người dân Việt Nam nói chung, cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh ta nói riêng. Đó là sự chỉ bảo ân cần, là sự động viên khích lệ, là tấm gương soi sáng về đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, và là nguồn cổ vũ lớn lao trên mọi bước đường chúng ta đi tới. Nhân ngày kỷ niệm trọng đại 40 năm thành lập tỉnh, chúng tôi xin trình chiếu bộ phim tài liệu Bác Hồ với Quảng Ninh, để thêm một lần nữa chúng ta ghi nhớ công ơn trời biển của người với đồng bào, giai cấp công nhân vùng mỏ và với Tổ quốc chúng ta. Đọa đầy đau khổ, người đến Paris bắt đầu những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi. Từ căn phòng đơn sơ giữa ngõ hẻm công quanh, xa quê hương vời vợi, tâm trí người lúc nào cũng hướng về Tổ quốc, về khu mỏ, chiếc nôi của giai cấp công nhân Việt Nam. Trên các diễn đàn quốc tế, bác cực lực tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam và khu mỏ. Tiền lương của thợ mỏ quá rẻ mạt, mạng sống của thợ mỏ bị coi thường, sống làm phu mỏ, chết bỏ gốc sim. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã dọn sẵn mạch án. Liền sau đó, quân Tưởng ồ ạt kéo vào miền Bắc, quân Pháp lăm le quay trở lại xâm chiếm miền Nam. Vận nước hiểm nghèo như nghìn cân treo sợi tóc, công nhân mỏ và cả dân tộc hồi hộp dõi theo từng bước chân của bác. Trên vịnh Hạ Long, bác ung dung bước lên chiến hạm Pháp, đòi cao ủy Dallier phải thi hành nghiêm chỉnh hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3. Mượn tay Pháp đẩy quân Tưởng ra khỏi miền Bắc, trừ được một kẻ thù nguy hiểm cho cách mạng. Người mà 15 năm trước đây thực dân Pháp đã kết án tử hình vắng mặt, hôm nay với cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bác sang Pháp với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp, tỏ rõ thiện chí hòa bình, thân thiện với nhân dân Pháp. Đó là đường lối của bác và nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta. Nhưng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Không, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Theo
tiếng gọi cứu nước thiêng liêng của Bác Hồ, cả dân tộc đứng lên kháng chiến. Giai cấp công nhân vùng mỏ thành lập đại đội Hồ Chí Minh và dừng các chiến Mỹ chống